Chiều ngày 7 tháng 3 năm 2024, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đến chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo các phòng ban Ủy ban nhân dân huyện. Phát biểu chúc mừng toàn thể cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và phụ nữ trong toàn huyện nhân ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, đồng chí Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Văn Thanh đã biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong huyện đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo hướng về cơ sở, thực hiện tốt các mặt công tác hội, xây dựng thành công nhiều mô hình trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, có tính lan tỏa các cấp hội phụ nữ đã có nhiều đóng góp trên mọi lĩnh vực, tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thời thực hiện tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình. Những kết quả thành tích đạt được tiếp tục khẳng định vai trò vị thế của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trong hệ thống chính trị và trong xã hội, góp phần cùng các cấp các ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân huyện mong muốn trong thời gian tới hội liên hiệp phụ nữ huyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ việt nam cũng như kết quả mà các cấp hội đạt được trong thời gian qua phát huy sức mạnh tập thể tăng cường đoàn kết gắn bó thực hiện nhiều phong trào thi đua trong các cấp hội phụ nữ tiếp tục tuyên truyền cán bộ hội viên phụ nữ toàn huyện tích cực tham gia phát triển kinh tế thực hiện tốt các phong trào thi đua trong đó có phong trào xây dựng tuyến đường hoa cây xanh hàng rào xanh gắn với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu đô thị văn minh góp phần xây dựng huyện lang chánh ngày càng phát triển trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo huyện đối với tổ chức hội và phong trào phụ nữ trong huyện những năm qua. Các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã khái quát một số kết quả nổi bật trong hoạt động của các cấp hội phụ nữ trong huyện và báo cáo những nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu của năm 2024 đồng thời thể hiện quyết tâm của cán bộ hội viên phụ nữ các cấp, tiếp tục đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương thức hoạt động, quan tâm chăm lo, tạo điều kiện để phụ nữ ngày càng phát triển, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao các cấp hội cũng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của thường trực huyện ủy ban thường vụ huyện ủy sự phối hợp của các cấp các ngành địa phương để hoạt động hội và phong trào phụ nữ ngày càng phát triển ngày càng hiệu quả hơn